Hổm rài là mình ở đây cũng gần một tuần rồi ha. Thì quay rất là nhiều clip. Thì nổ máy thì mình cứ quay, nổ máy mình cứ quay nha. Thì quý vị hãy vô xem chi tiết để coi cái máy này máy gì nha, hiệu gì, rồi thông số như thế nào nha. Chờ xem nha quý vị. Đây, em nó chuẩn bị được vệ sinh nha. Bến nhập sau là về là chúng ta sẽ vệ sinh lại các kiểu đó, chùi rửa gì lại. Em này rất là mới nha, Mitsubishi S3M. Đạo quá. Cái này thường giờ bán về đâu vậy Bình? Tuy Hòa, Phú Yên hả? Đúng rồi. Thường bán về Phú Yên nha mấy cái này. Heo Denso. Thì mình quay thực tế đó, hiện trạng của nó là vậy đó, chút rửa ra là biết liền ha. Em này thì vài chục triệu thôi. Giá cả thì cứ điện cho anh Tám nha, để biết giá chính xác nha. Tại vì nhiều ông mua máy mà không lấy hộp số đâu. Ồ, cái này là dùng cho dòng tải nha, 5 tua 68. Đây, đó, mới quá mới nha. Cốc đề nè, mạc đây, S3M trừ 15, 48 kW, 2900 vòng trên 1 phút. Ủa anh Bằng, cái máy này nhớt nó khoảng bao nhiêu vậy anh Bằng? Khoảng 22 lít. Cỡ 22 lít nha quý vị nha. Hộp số với cái bằng máy luôn á. Ủa cái này biết tông nhiêu anh? 91.5. 91.5 ly nha. Đó thì quy trình của nó vậy đó. Nó cứ tha nhớt vô rồi từ nó bung ra tầm cây rửa. Tịch rửa. Thì máy nghĩa địa là vậy đó nghe quý vị ha. Mình là mình quay thực tế không à. Đó, cứ điện trên 8 đi. Máy về liên tục vậy đó, đặt hàng ảnh nha. Ngước lại ra thấy không? Từ lúc mà biết thể loại máy này đến giờ á, đã tê, nhất là nghe tiếng máy nghe quý vị ha. Từ siêu thì mong muốn là cái kênh của mình đó, hậu cần nghề biển đó, thì quay nhiều cái hay nhất cho cả nhà xem liên quan đến chiếc ghe nha. Đó, đứng ở cửa biển quay rồi lúc nào bên máy móc, bên nhiều thứ nữa nha. Cả nhà hãy gắng cố gắng theo dõi nha, từ từ nghe tiếng nổ của em này nha. Mướt quá rồi nha. Nói chung rửa này là có nhiều công đoạn lắm nha quý vị ha. Hồi nãy là có nước axit loãng nữa đó. Rồi cho nên là bây giờ là xịt nước ga là phóng hới luôn thấy không? Cách rửa này đó. Rửa máy cũng là một nghệ thuật đó nha. Không phải muốn rửa là rửa đâu. Rửa phải sạch kỹ đàng hoàng đó. Như các bạn rửa xe cũng vậy. Nhầm chiếc xe á, rửa mắc tiền lắm nhưng mà sạch sẽ. Nhầm chiếc xe á, rửa hai mấy ba chục ngàn á, đơn giản lắm đó. Có người ta rửa xe thì ấy, thì rửa máy phải kỹ càng xíu, đem ra trưng bày mà. Giờ bông hới luôn nè, chút quay kỹ đây lần nữa nha. Mướt quá mướt mà, chảy nước miếng luôn đó. Em này quá phê ha, mướt ghê luôn. Ôi, nhìn thèm, chảy nước miếng thiệt chứ. Rửa ga nhìn phê, chì thấy không? Lý Bằng ơi, mở nó coi cho khán giả coi Lý Bằng.
Bây giờ Lý Bằng sẽ mở nắp còi cho khán giả coi nha. Mức rượt luôn. Em này mua là đáng đồng tiền bắt gạo, vài chục triệu đó nghe quý vị. Cầm tiền mua mới là chịu không nổi đâu. Nói thiệt, cầm tiền mua mới chịu không nổi đâu. Rồi mở đi anh. À, Lý Bằng đang mở nắp cò cho quý vị coi. Wow. Ơi, còn nước sơn luôn. Bê chưa. Đây, đó. Đó. Quá đại nha. Ok, đóng lại đi anh. Rồi, nói chung nếu mà mình để cho nó cò lên thì nó hơi bị chảy nhớt nha, cho nên đóng lại đi. Máy quá ngon. Rồi chúng nó xem dần khơi nha. Quá đỉnh. Rồi, vô vô. Bơm dầu. Đó. Này dòng tua nó chậm nha. Ok đó, im rồi đó. Rồi. Rồi lên ga đi. Không đủ hơi nha. Khóa im. Quất. Máy quá ngon nghe quý vị. Quá ngon. Vài chục triệu nha em này. Cứ điện cho anh Tám nha. Quá đẹp. Rồi dọn đồ nha. Clip này đến đây kết thúc luôn. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.